biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ. Dừng bước chân đầu ngõ, anh thấy nhà chờ vơ, không tiếng cười trẻ thơ. Người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ. Hỏi thăm anh mới biết tôi lên đường tòng chi. Giờ tôi nghiệp lên, đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi. Các bạn thân mến, việc mua sắm một dàn máy karaoke phục vụ các thành viên trong gia đình hay mua sắm một dàn máy karaoke để biến nó thành một món quà biếu tặng những dịp như kiểu tân gia vân vân chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. Các bạn thấy những người nhiều tiền có thể mua những dàn máy tiền tỷ hay vài trăm triệu đồng, hay phổ biến hơn, nhiều người mua hơn, đó là những dàn máy khoảng vài chục triệu đồng, và thậm chí có những người mua những dàn máy karaoke dưới 10 triệu đồng. Như vậy các bạn thấy rất rõ là các mức giá cũng như các dòng sản phẩm trên thị trường khá phong phú về chủng loại và đa dạng về mẫu mã, hầu như có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của người chơi ở tất cả mọi cái phân khúc khác nhau. Chương trình hôm nay tôi sẽ tiếp thị đến các bạn một trong những dàn máy có mức giá vài chục triệu đồng. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Các bạn nhớ tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn có thể gọi điện theo số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để cập nhật những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, nói về các dòng loa karaoke, người thì yêu thích những dòng loa đời mới, người thì yêu thích những dòng loa bãi, người thì thích kết hợp những thiết bị của hãng mới với những dòng của bãi, thì các bạn thấy đó là một trong những cách phối ghép. Và ngày hôm nay thì các bạn thấy tôi cũng đấu nối phối ghép theo một cái phong cách tân cổ giao duyên. Có thể nói rằng cái cách phối ghép như thế này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều những cái chi phí trong việc mua sắm một dàn máy karaoke. Trước hết chúng ta đi thẳng vào vấn đề, thì các bạn biết rồi, trong một dàn máy karaoke thì các bạn có cố gắng mua một cặp loa bát lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa, cặp loa full có công suất lớn đến bao nhiêu chăng nữa, thì nó cũng không thể nào làm được cái vai trò của một chiếc loa siêu trầm. Chính vì vậy mà các bạn thấy là trong dàn máy karaoke, cố gắng chắt chiu tiết kiệm tiền mua lấy một chiếc loa siêu trầm, các bạn sẽ thấy nó hay hơn rất là nhiều. Ở đây các bạn nhìn thấy đó là chiếc loa siêu trầm 15C bát 40 mới tinh đập thùng của hãng DB Acoustic. Các bạn nhớ nhé, đây là loa siêu trầm 15C bát 40 mới tinh đập thùng của DB Acoustic, điện 220V, mà nó rất nặng, một người rất khó có thể bê được. Và di chuyển chiếc loa này thường thường chúng ta nên hai người khênh cho nó đảm bảo. Các bạn thân mến, chiếc loa này tôi đang demo cho hãng. Trong thời gian tôi đang demo này thì mức giá là 8 triệu đồng cho một chiếc loa siêu trầm bát 40 mà phải hai người mới có thể khênh được, mới tinh đập thùng của DB Acoustic, bát đánh khủng khiếp. Các bạn nhớ là bát 40. Và cái mức giá 8 triệu đồng một chiếc là không mà cả không trả giá, không gồm cơ vận chuyển. Các bạn nhớ đây là một trong những cái mẫu loa mà tôi đang demo, cho nên có mức giá không thể nào cạnh tranh được hơn nữa. Không có dòng loa nào trên thị trường có thể cạnh tranh được với DB Acoustic 15C bát 40 này, giá 8 triệu đồng. Ở đây các bạn nhìn thấy tôi sử dụng một chiếc đẩy bãi, đó là đẩy Crown 1200, có mức giá 12 triệu đồng. Con đẩy này là đẩy bãi của Mỹ. Thì các bạn nhớ là đối với những cái dòng đẩy Crown thì bao giờ cái công nghệ lọc của nó rất là tuyệt vời. Khi các bạn thấy nó sử dụng những con sò vương miện ấy, đó là những con sò rất là uy tín đối với tất cả các hãng audio. Và con đẩy Crown 1200 này có mức giá chỉ 12 triệu đồng thôi, nhưng các bạn có thể đánh vào các dòng bát 40, bát 50, có thể đánh vào những dòng bát 30, loa full đẩy mới hay là loa bãi đều có thể đáp ứng được. Ở giữa thì các bạn nhìn thấy đó là một chiếc vang mới nhất của DB Acoustic, đó là vang D600P, được kế thừa những cái tinh hoa công nghệ từ dòng 500P trước đây. Thì dòng này là dòng 600P, trầm thanh dày, mượt và tĩnh, sạch hơn. Các bạn thấy là khi chúng ta kết nối không dây Bluetooth hay cắm dây vào thì các bạn thấy cái bản nhạc phát ra nó rất là trong trẻo. Các bạn nhớ là những cái công nghệ đời mới bây giờ người ta sử dụng đó là cái công nghệ mạch full, cho nên là các bạn thấy là cũng có rất nhiều những cái ưu điểm trong việc thiết kế, nó sẽ nhỏ hơn, gọn hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Chiếc vang này có giá 3.800.000 đồng, đó là vang DB Acoustic D600P. Phía trên thì các bạn nhìn thấy một chiếc vang CAVS-S10, xin lỗi các bạn, đó là mic CAVS-S10. Có thể nói rằng đây là một trong những cái dòng mic thiết kế khá là hầm hố. Các bạn nhìn thấy cái cách thiết kế này này, nó rất là chuyên nghiệp. Và các bạn thường thường thì thấy ở những cái dòng mic mà người ta dành cho những cái ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn ở những sự kiện sân khấu chuyên nghiệp thôi. Các bạn thấy cách thiết kế cũng rất là hầm hố, toát lên cái vẻ đẹp thần thái. Và có tới 4 dâu để tăng cường cái khả năng liên lạc giữa đầu thu với tay mic, giúp cho âm thanh của người hát luôn luôn được bảo đảm kết nối một cách tốt nhất mà nó không bị lắc sóng.
Và các bạn nhìn thấy ở đây, đó là cặp JBL bãi của Mỹ, đó là cặp JBL 115 có mức giá 15 triệu đồng. Cặp loa này sử dụng bát 40, các bạn nhớ nhé, đây là cặp JBL 115 bát 40 đấy, có mức giá 15 triệu đồng, nó là loa bãi made in USA. Đây là một trong những dòng loa mà tôi nghĩ rằng rất nhiều gia đình, rất nhiều người đang mong muốn được sở hữu. Các bạn có thể ghép bằng đẩy crown hay những cái dòng đẩy mà các bạn đang có trong gia đình, và chắc chắn đây sẽ là một trong những dàn máy karaoke sẽ đem đến âm thanh mượt mà, êm ái, và đặc biệt là cái tiếng bass trầm sâu khủng khiếp khi chúng ta kết hợp với lại loa siêu trầm DB Acoustic 15C. Bây giờ thì tôi sẽ test âm và các bạn để ý vào âm thanh. Một là nó có cái sự ấm áp dày dặn và nó vẫn giữ được cái sự trong sáng chi tiết nhờ một đó là cái cách kết hợp loa JBL 115 với đẩy crown 1200 và vang số DB Acoustic 600P, và đặc biệt là tôi sử dụng mic S10 của CAVS. Các bạn thân mến, bây giờ thì tôi sẽ test âm để các bạn đánh giá chất âm. Các bạn thân mến, bây giờ thì tôi sẽ test chất âm của cấu hình trước mắt gồm có cặp loa JBL 115 bát 40 giá 15 triệu đồng kết hợp với đẩy crown 1200, vang số DB Acoustic 600P, mic ở đây là mic CAVS S10, và đặc biệt là các bạn nhìn thấy một con súp, đó là súp DB Acoustic bát 40 có model là 15C. Biết rằng anh sẽ buồn ngày mai đến nhà tôi mong thăm người bạn cũ, dừng bước chân đầu ngõ anh thấy nhà chờ vơ không tiếng cười trẻ thơ, người người như đợi chờ một màu lam thương nhớ. Hỏi thăm anh mới biết tôi lên đường tòng chi, giờ tôi nghiệp lên đời tôi đã vướng kiếp phong trần rồi bạn ơi. Những chiều vui thành phố anh có thương tôi đang gác giặc ngoài biên khu, hành quân rừng sâu bàn tay sàm nắng cháy không còn như ngày xưa. Quãng thời gian nào đó tôi chiếm huy chương xin phép về nhà thăm anh, mơ một đêm trời thanh nằm chung chuyện ván chút tâm sự riêng bọn mình. Lúc này nơi quán trọ buồn vui có gì không, biên thư kể chuyện nhé. Làm lính oai hùng đó nhưng cũng nhiều gian lao, anh biết rồi tại sao. Đừng hẹn tôi ngày về vì đường xa thiết ly, đời trai như tráng sĩ khinh kha một lần đi, bạn anh